một công chúa. Xỉu như một công chúa, thất tình như một công chúa. Như một công chúa. Nghe nhạc như một công chúa. Em đâu nào hay biết chăng, mỗi khi anh nghĩ về em, anh thường như một công chúa. Không quen từ xưa giờ đây.
Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Vũ đoàn Đam mê cùng với Thái Trung, chính là anh chàng khi của Monster, phải không ạ? Ngày hôm nay với sân khấu này, Liz đúng là một người đẹp rất tuyệt vời, cùng với khung cảnh rất lãng mạn. Và cùng một điều nữa, đó chính là quý vị thân mến, chúng ta cũng sẽ chia vui với Liz, bởi vì là ngày hôm nay tại trường quay chúng ta cùng chào đón bố của Liz từ nước ngoài về lần đầu tiên xem Liz biểu diễn trên sân khấu, đúng không ạ? Quay trở lại với chương trình, lúc nãy tôi thấy Hồ Hà là người bấm bình chọn cho Liz đầu tiên. Xin mời bạn nói về cảm xúc của mình ạ. Mình phải hỏi cái người đàn ông mà tại sao không bấm này này. Bây giờ mình còn thời gian để bấm nữa đúng không ạ? À, chúng ta vẫn còn thời gian để bình chọn cho Liz. Đúng rồi, bây giờ mình phải thắc mắc cái người đàn ông không bấm, chứ bấm là biết chắc là cũng đã thích. Cái phim này nó cái phần đầu á, cái người đàn ông nó là quái vật. Lúc này chưa thành hoàng tử cho nên là nó... Chúng ta vẫn còn một phút dạ, nữa anh Dũng ạ, anh có thể thay đổi... Quan trọng là cái chuyện là mình bình chọn quyết được 500 mình. Điểm đó. Tí xíu. À, dạ, à. Nên nó chưa hoàn lương, tí xíu nữa nó mới hoàn lương. Bao giờ mới hoàn lương ạ? Chỉ còn có một phút nữa thôi, dạ, lương luôn đi ạ. À, hay vậy thôi, đã hai người bầu chọn rồi. Yeah. Nhưng mà em vẫn cần sự bầu chọn của anh ấy ạ. Đây là một format rất đặc biệt mà tất cả mọi người đều có thể gây áp lực lên ban giám khảo trong việc bình chọn. Thật ra thì nếu mà có cái vote khoảng 300 vote thì anh sẽ bấm. Nhưng mà tại 500 vote thì cái lý do là bởi vì anh nghĩ đang là một cái bài hát người đẹp và quái vật. Thì anh nghĩ là cái phần người đẹp em làm rất là tốt. Thật ra cái khúc đầu em hát cũng rất là tốt và cái cách trình diễn em cũng rất là tốt. Nhưng mà anh thấy hai cái tiết mục về giữa quanh và em nó có gì nó hơi hồn bịch ngộn tí xíu. Thật ra em thì giọng em nó hợp với cái bài của quanh trước hơn, còn quanh có vẻ hợp với cái bài này hơn về giọng hát á. Thì với anh thì anh nghĩ về trình diễn về mọi thứ nó tốt, nhưng mà về cái năng lượng cái lực để hát cái bài này thì nó hơi non. Cho nên là mình cũng không nói khác ông mình được, mặc dù á thật ra nãy Hà Hồ nói anh bấm ấy, nhưng mà thật ra anh chỉ muốn tới anh chạm em cả thôi, tại bởi vì em quá đẹp. Xin cảm ơn anh Dũng rất nhiều. Ý chắc là bác là muốn quái vật hơn trong giọng hát một chút, bởi vì thực ra là bài hát này nó cứ nhẹ nhàng như vậy. Nhưng mà thực ra đó là bạn là ngôi sao mà, thành ra mình phải con à. Em nghĩ thực ra Hà với bác Dũng ở ngoài gọi là con với bác, mà bây giờ không nhẽ lên truyền hình gọi sao bác? Dạ. Em nghĩ nên thế này bác. Là quá, thực ra như vậy là quá hay, quá đẹp. Bởi cái điều quan trọng nhất đó là Liz vừa hát, vừa diễn, vừa nhảy. Mà vấn đề là trong cái giọng hát của bạn ấy là rất là ấm và tình cảm. Cái câu chuyện bạn kể, thành ra là Hà cũng, tại sao Hà bấm là vì Hà bị thu hút. Hà muốn coi hoài cái cách của bạn đi kể cái câu chuyện ngày hôm nay như thế nào. Thì rõ ràng đối với Hà là Hà cảm thấy thu hút và... Không biết là Hà là người dễ dãi hay là một người khó tính, nhưng mà Hà tin chắc rằng là cũng sẽ có rất là nhiều những khán giả đồng tình với Hà rằng là hôm nay bạn làm tốt cái vai trò này, bạn cũng làm tốt trong cái việc truyền tải cái bài hát này. Chỉ có điều cũng giống như anh, cái bài hát nó chẳng có cái cao trào gì hết. Rất khó để mà cho các bạn tìm một cái điểm nào đấy để bứt phá trong chính cái giọng hát của mình. Thì chị nghĩ cái vấn đề duy nhất của em đó chính là nếu em may mắn đi vào trong nữa, phải tìm một cái bài hát để chứng minh cho mọi người biết em là người có tư duy về xử lý bài hát. Đối với chị là như vậy. Bởi vì từ những cái vòng chị ngồi ấy, chị thấy rằng là em chưa bao giờ hát ảnh hưởng bởi ai cả. Bởi vì chị nghe, bây giờ chị cảm thấy may mắn đối với em đó là chị nhận được giọng hát của em. Cái điều này vô cùng quan trọng vì ca sĩ bây giờ rất là nhiều. Vậy thì làm sao để cho mọi người hình dung ra được cái gương mặt của mình trong cái giọng hát của mình? Thì em làm được điều này đối với chị và chị hy vọng là em phải tìm một cái bài hát mà để người ta hình dung ra được là người ta ấn tượng bởi giọng hát của em nữa. Còn đối với em, chị vẫn luôn luôn giữ vững quan điểm. Em là một người có tư duy về xử lý bài hát, có giọng hát đủ truyền cảm, nhảy tốt, biểu diễn hình thể tốt, tất cả sáng sân khấu cứ thế mà bứt phá, phải bứt phá bởi vì mình chỉ còn 3 vòng nữa là kết thúc. Vậy thì làm gì để cho mọi người nhớ về em và sau cuộc thi này em sẽ còn làm gì nữa để mọi người công nhận rằng là em đã đi đúng với con đường mình lựa chọn? Thì chị nghĩ đây chỉ là một bài toán nhỏ mà em cần một cái giải đáp ngay tại thời điểm còn những cái vòng cuối cùng nữa thôi. Còn lại đối với chị, em sẽ là ngôi sao, vẫn luôn luôn là như thế. Xin cảm ơn sự ủng hộ của Hà Hồ dành cho Liz. Và tôi nghĩ rằng là Liz có một lực lượng khán giả yêu quý ngay từ đầu rất là nhiều. Cùng với sự biến hóa của bạn và đặc biệt ngày hôm nay, tôi nghĩ là Liz cũng sẽ chia sẻ ngắn gọn lý do tại sao Liz muốn hát bài hát này, đúng không ạ? Em nghĩ là đây là một cái bài hát mà em đã yêu thích từ rất là bé rồi. Nhưng mà lúc đầu thì cái bài này là hát xong ca thì
Em cũng nghĩ là chắc chắn là mình nên hát cái bài này song ca. Nhưng mà vì là mình đã có một cái phần mà hát chung với cả nghệ sĩ rồi, nên là đến đêm nay thì mình thật sự mình phải làm cái bài này một mình. Cái khó ở chỗ là cái bài này nó đã quá nổi tiếng vì hát hai người, mà bây giờ em lại thể hiện nó là chỉ có hát một mình em thôi. Nên là nó cũng khá, rất là nhiều khó khăn. Em không biết phải làm sao để cho cái bài này nó hay và bứt phá hơn với cái bản hai người. Nhưng mà hôm nay diễn xong rồi thì em cũng cảm thấy rất là nhẹ lòng vì mình đã cố gắng hết sức mình tuần vừa qua. Và tôi tin là khán giả vẫn sẽ bình chọn cho Liz. Kết quả thì chút nữa chúng ta sẽ cùng biết với nhau. Hôm nay thì cái phần trình diễn của mình thì mình cảm thấy là mình đã cố gắng hết sức của mình và cố gắng nhập tâm vào cái nhân vật trong bài hát để có thể vừa hát, vừa diễn và vừa nhảy một cách gọi là cố gắng hoàn hảo nhất. Thì vượt qua được thì mình cảm thấy rất là vui. Còn đâu là tất cả những lời nhận xét của ban giám khảo thì mình đều ghi nhận, và đấy sẽ là những cái lời mà động viên để cho mình phải cố gắng hơn những vòng sau để hoàn thiện hơn và tốt hơn nữa, để chứng minh cho khán giả thấy là mình không chỉ có khuôn mặt mà còn có cả những mảng khác nữa. Tại vì nếu như mà ví dụ mình bị loại thì không nói, nhưng mà mình càng được vào sâu thì mình lại càng phải tìm cách để mà khiến, để giữ chân khán giả và giữ chân ban giám khảo để họ vẫn còn có niềm tin với mình để mình được đi đến cuối chương trình. Nên là đấy nó sẽ là một cái khó khăn mà mình cần phải tìm ra phương pháp cho mỗi những đêm tiếp theo, làm sao để càng ngày càng hay hơn và để chinh phục được khán giả và ban giám khảo.